Xin chào các bạn đến với cái video tuyệt vời ngày hôm nay. Và hôm nay là một ngày mà mình đang cảm thấy rất là năng lượng, và mình muốn chia sẻ với các bạn một kiến thức mà mình nghĩ rằng đa phần các bạn đều không biết đến cái kiến thức này và biết đến cái điều quan trọng này. Điều hòa bây giờ đang là một cái đồ dùng gia đình cực kỳ thông dụng, và đa phần những người mua điều hòa đều muốn mua những dòng tốt, dòng hiện đại, thì thường là chọn điều hòa inverter thay cho điều hòa cơ, tức là chọn điều hòa hiện đại, điều hòa nhiều chức năng, có chế độ tiết kiệm điện và có nhiều chức năng để bảo vệ cái máy điều hòa được lâu bền hơn, cùng với sự tiện dụng của nó thay cho cái điều hòa cơ ngày xưa là chỉ có thể làm lạnh thông thường thôi, thì một cái điều hòa inverter thì mới chính xác là một cái điều hòa. Còn một cái máy điều hòa cơ thì nó đơn thuần chỉ là một cái máy làm lạnh mà thôi, nên gọi là máy lạnh mà thôi. Điều hòa inverter thì nó phức tạp, và bởi thế cho nên mình biết rằng có rất nhiều người không thể sử dụng hết được nó khi mua nó về. Thì hôm nay được xin hướng dẫn các bạn sử dụng về cái điều hòa Daikin inverter, các chức năng rất là quan trọng và rất là hay của nó mà các bạn mua inverter về các bạn chưa giờ dùng đến. Vì nó rất là hiện đại nên các bạn không biết cách dùng, và đa phần là các bạn không tự tìm cho mình, không tự đọc hết cái hướng dẫn của cái bản hướng dẫn mà khi người ta bán máy người ta để lại, các bạn không thể hiểu hết được về cái sử dụng điều khiển của điều hòa Daikin để làm sao để khai thác cái tối đa của cái chữ inverter, khai thác hết cái sự hiện đại của một cái điều hòa. Đấy, thì các bạn biết là chiếc điều hòa inverter thì nó luôn luôn đắt hơn một chiếc điều hòa thông thường đến mấy triệu đồng, thậm chí là có những cái đắt hơn đến 3 triệu đồng. Đấy, thì mình chia sẻ với các bạn, ở đây thì trên tay mình đang có hai chiếc điều hòa của inverter, là hai chiếc điều hòa Daikin. Thì Daikin inverter thì các bạn nhìn là nó có dòng ngày xưa, dòng ngày xưa là cái điều khiển nó vuông vuông như thế này, và cái loại vuông vuông này nó hình thức thì trông nó không đẹp bằng cái loại dài dài tròn tròn như thế này, thì nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ cải biến về cái hình thức bên ngoài thôi, chứ còn thực ra bên trong thì chức năng của nó là giống hệt như nhau. Đấy, giống hệt như nhau nhé. Các dòng inverter từ năm 2014 đến nay thì chức năng nó gần như không nâng cao lên bao nhiêu, gần như các chức năng nó đều giống hệt như nhau. Thì mình sẽ sử dụng cái điều khiển đẹp đẹp này là cái điều khiển của thế hệ năm 2018 để hướng dẫn các bạn, thì mình rất thích cái điều khiển này, nó trông rất là gọn gàng, cầm rất là đầm tay và rất là đẹp. Còn cái điều khiển này chỉ có cái khác thứ nhất là các bạn nhìn thấy chữ on off của thằng này, tức là cái nút màu cam này có thể tắt và bật luôn, nhưng mà cái cải biến của lần thứ hai này thì cái nút màu vàng này là chữ off, và các bạn off ở đây nhưng không thể bật ở đây được, mà các bạn phải bật ở một trong ba nút này, là nút màu xanh, nút dry hoặc là nước Fanoni. Thì thứ nhất mình sẽ nói cho các bạn qua về các nút cơ bản và thông dụng. Thế các bạn biết là on off là thông dụng nhất rồi, thì nhưng mà điều khiển này chỉ có thể off được thôi, và điều khiển này không thể on bằng nút off này được. Thứ hai là các nút off, các bạn phải ấn ba một trong ba nút này. Nút thứ nhất là nút cool có nghĩa là lạnh. Điều hòa này là điều hòa một chiều các bạn ạ, nên nó chỉ có chữ cool thôi, nếu như mà điều hòa hai chiều thì nó có chữ mode, là chữ mode các bạn ạ, chữ mode là chữ mode, các bạn sẽ thấy là chữ mode sẽ chọn được cái chế độ hai chiều trên chữ mode này. Còn điều hòa chỉ có một chiều thôi thì nó chỉ có chữ cool thôi các bạn ạ, nó không phải là chữ mode mà nó chỉ có chữ cool thôi. Thứ hai các bạn sẽ thấy là chế độ dry là chế độ hút ẩm rất đơn giản. Chế độ thứ ba là chế độ quạt oni, ví dụ các bạn treo điều hòa mà nó đối diện vào cái giường của bạn đấy, các bạn không muốn dùng quạt thông thường, còn giống như cái quạt treo tường kia như mình đang có, thì các bạn dùng cái điều hòa làm cái quạt luôn, cả cái quạt luôn, thay cho cái quạt luôn. Và các bạn biết là khi các dùng chế độ quạt này thì cục nóng ngoài trời gần như không chạy vì chỉ có mặt lạnh chạy giống hệt như một cái quạt thông thường thôi. Đấy, giống như quạt thông thường thôi. Thứ hai các bạn sẽ thấy các nút tăng giảm nhiệt độ, cái này cũng thế thôi, cũng nút tăng giảm nhiệt độ. Thứ ba các bạn sẽ thấy nữa là chế độ điều chỉnh quạt. Đấy, các bạn tăng chế độ quạt, ví dụ như mình bây giờ mình đang để chế độ quạt ở đây. Đấy, bây giờ này các bạn, ở đây mình sẽ để như thế này để các bạn có thể nhìn thấy.
là cái chế độ quạt là cái chữ fan này. Các bạn nhìn vào cái chữ fan này nhé, cái chế độ quạt là cái chữ fan này. Thì các bạn biết là cái chế độ quạt này đấy, thì khi các bạn điều chỉnh cái này thì các bạn sẽ nhìn vào cái hoa hoa này, cái quạt bốn cánh này, hoa này nó biểu tượng cái quạt. Thì mình đang để chế độ A này, cái chữ A, và cái vòng tròn vuông này, cái chữ A là có nghĩa là auto tự động các bạn, auto tự động nhé. Bây giờ mình có thể điều chỉnh này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó lên cái cây thông này là chế độ ban đêm. Đó, chế độ thứ nhất là mức quạt bé nhất. Thứ hai là chế độ mức quạt lớn hơn một chút. 3 lớn hơn một chút. 5 à 4 lớn hơn một chút và 5. Và 5 là lớn hơn cuối cùng. Các bạn nhé. Và các bạn ấn một cái nữa nó sẽ về auto tự động, và các bạn ấn một cái nữa nó sẽ về ban đêm. Chế độ ban đêm là chế độ êm nhất các bạn ạ. Chế độ ban đêm, chế độ ban đêm này là chế độ êm nhất. Chế độ ban đêm bây giờ là đêm rồi mà mình tí nữa mình sẽ đi ngủ, thì mình sẽ để cái chế độ này này, chế độ êm nhất, gần như điều hòa inverter nó chạy với cái chế độ này gần như là không có tiếng các bạn ạ, rất là êm. Các bạn sẽ thấy là cái điều hòa rất là êm. Thứ hai, các bạn sẽ thấy cái chế độ này là cực kỳ chế độ quan trọng, là chế độ eclore. Eclore này các bạn nhìn chữ eclore này nhá, là chế độ tiết kiệm điện các bạn. Eclore là một chế độ của tính năng inverter, là tính năng các bạn bỏ ra tiền triệu để đắt thêm để mua đấy các bạn ạ. Đây là một chế độ tiết kiệm điện, chiếc điều hòa sẽ hoạt động trong chế độ tiết kiệm điện, nó tiết kiệm khoảng tầm 20% điện mức tiêu thụ bình thường. Đấy, tiết kiệm khoảng 20% chế độ điện mức tiêu thụ bình thường. Nó sẽ tự điều chỉnh cái hướng gió của nó đi lên hoặc đi xuống, điều chỉnh tốc độ nhanh mạnh nhẹ, tức là tự động điều chỉnh để làm sao cái điện tiêu thụ cho cái máy điều hòa là thấp nhất các bạn ạ. Hay chế độ eclore này là cái độ cực kỳ thông minh, nó sẽ tiết kiệm điện cho các bạn. Đấy, thì các bạn phải nhớ là khi dùng nó này, các bạn ấn vào cái eclore này, eclore này nó sẽ hiện lên là cái hình mũi tên đi xuống, và bên trên là nét thẳng nhưng mà đứt, đường thẳng nhưng mà đứt. Các bạn ấn vào nó sẽ tắt mất. Khi các bạn tắt đi đấy, các bạn sẽ thấy cái điều hòa chạy bắt đầu có tiếng kêu, và nó chạy khá là mạnh. Nhưng mà khi các bạn ấn vào cái này, nó sẽ chạy khá là êm. Nó sẽ giảm cái công suất của điều hòa đi. Đấy, nó sẽ giảm công suất điều hòa đi. Đấy. Đấy, các bạn có thể giảm nhiệt độ sâu, giảm nhiệt độ sâu xuống để cho cái eclore này nó phát triển phát phát huy hết cái tính năng tiết kiệm điện của nó các bạn ạ. Tiếp nữa là các bạn nhìn đến cái chữ comfort. Comfort có nghĩa là gì? Comfort có nghĩa là bạn cảm thấy cái điều hòa nó phả vào bạn rất là lạnh, phả thẳng người bạn rất là lạnh. Đấy, nhưng mà các bạn tắt điều hòa đi hoặc là tăng nhiệt độ lên hoặc là giảm cái fan này yếu xuống thì các bạn thấy cái phòng nó rất là lâu mát, cái phòng rất lâu mát, thì các bạn ấn vào nút comfort này. Đấy, bởi vì bạn cảm nhận như là mình đang bị sốc nhiệt điều hòa, mình đang bị sốc nhiệt điều hòa. Hoặc là các bạn đang đi đường ngoài nắng về, đi đường ngoài nắng về đấy, các bạn muốn bật điều hòa ngay thì các bạn nên bật vào chữ comfort này. Đấy, các bạn nên bật chữ chữ comfort này nên nó sẽ hiện cái thằng người ở đây. Bạn hiện thằng người ở đây thì cái chữ comfort này nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy không bị sốc nhiệt. Và khi các bạn sắp chuẩn bị đi ra ngoài đấy thì các bạn cũng bật cái comfort này lên. Đấy, không không dùng nữa thì các bạn tắt đi. Đấy, để các bạn lúc bạn tắt điều hòa đi và đi ra ngoài bạn sẽ không bị sốc nhiệt. Đó là một cái tính năng rất là tuyệt vời của inverter. Tiếp theo các bạn sẽ thấy là cái chữ powerful. Powerful thì bạn thấy hai cái màu này, cái màu cool và màu powerful này giống hệt như nhau. Đấy, nhưng mà màu powerful này dường như hơi đậm hơn một chút nhưng dường như là giống nhau. Nhưng mà các bạn ở đây Lộc muốn nói các bạn là cái powerful này nó chính là làm lạnh, nhưng mà nó làm lạnh với cường độ mạnh nhất. Với cường độ mạnh nhất, tức là nó sẽ ngược lại với eclore các bạn ạ. Eclore là tiết kiệm điện, cố gắng tiết kiệm điện đấy, sâu nhất, nhưng mà powerful là dùng hết khả năng của nó để làm lạnh nhanh ngay lập tức, bởi vì trong cái thời điểm địa điểm đó bạn cảm thấy rất là nóng, bạn vừa mới về nhà và cái phòng quá nóng và bạn muốn powerful là làm lạnh thật là nhanh, hoặc là bạn về nhà kéo theo bạn bè đến nhà chơi nó đông người, các bạn muốn làm lạnh thật là nhanh và sau đó các bạn tắt cái chế độ này đi. Khi các bạn bấm vào đây, các bạn thấy tất cả các chế độ khác bị hủy hết các bạn ạ. Tất cả mọi thứ khác bị hủy hết, nó chỉ tập trung tất cả nguồn điện để làm lạnh thôi, để có thể làm lạnh nhất có thể, nên nó là powerful. Thế các bạn tắt nó đi, nó sẽ trở về cái chế độ bình thường mà các bạn đang cài đặt, nhưng mà nó sẽ là chế độ nghỉ. Và chế độ tiếp theo là chế độ swing. Swing thì của Daikin ấy thì nó chỉ vẫy lên vẫy xuống, vẫy lên vẫy xuống thôi, thì thật ra không có gì cả. Các bạn ấn vào swing như thế này, nó hiện lên cái này, có nghĩa là sẽ vẫy lên vẫy xuống. Còn các bạn
muốn nó dừng ở đâu thì các bạn ấn vào đây thì nó sẽ dừng ở đấy. Ví dụ như cái điều hòa nó đang xuống dưới cùng, các bạn ấn vào đây thì nó, ấn vào đây tắt nó đi như thế này, không có hiện lên này thì nó sẽ ở dưới cùng. Đấy, mình sẽ review các bạn cái điều hòa nhà mình nhá. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái switch nó đang 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 ở bên trên, switch đang ở bên trên nhé. Bây giờ mình sẽ mở nó lại để cho nó xuống dưới này. Đó, các bạn nhìn chưa, nó đang đi lên này. Đấy, xong nó sẽ đi xuống dưới này. Đấy, nó đang đi xuống dưới này, nó đang xuống dưới nữa, nó đang đi xuống dưới nữa. Đấy, thì mình giữ nó dừng lại này, mình muốn giữ nó dừng lại nhé. Mình ấn vào đây nó sẽ dừng lại ở ngay cái vị trí này. Đấy, và nếu như mình không muốn thì mình sẽ lại để cho nó về chế độ toàn phần, cho nó sẽ chạy lên chạy xuống, cứ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Đó, cho toàn bộ từ trên xuống dưới. Đó, cho toàn bộ từ trên xuống dưới, cái không khí lạnh ấy nó sẽ lạnh toàn bộ từ trên xuống dưới. Thì đó là cái phần mà mình muốn review các bạn để các bạn có thể thấy được là cái điều khiển điều hòa này nó có giá trị gì. Và cuối cùng là on off. On off của điều hòa Daikin ấy thì nó khác các loại điều hòa khác các bạn ạ. Các loại điều hòa khác ấy thì các loại điều hòa khác ấy thì nó hẹn giờ là đến giờ, ví dụ để hẹn đến 10 giờ hay là hẹn đến 12 giờ đêm hay là 2 giờ đêm, 3 giờ sáng thì hay là 12 giờ đêm ấy thì các bạn tắt nó, hay là hẹn một thời điểm cụ thể nào các bạn tắt nó. Đấy, và các bạn cài đặt cái đồng hồ trên điều khiển rồi hẹn là đúng giờ là nó tắt. Nhưng mà cái Daikin ấy thì nó chỉ có chế độ on, off và cancel thôi, và rất nhiều người không hiểu được cái chế độ này nên không dùng được cái điều khiển này để hẹn giờ tắt đi. Nhưng thật ra nó lại rất là dễ. Ở đây nhá, mình sẽ ấn vào cancel để cho các bạn hiểu. Ấn vào cancel tức là cái thằng dưới cái vạch kẻ này thì không còn hẹn giờ nữa, không còn hẹn giờ nữa các bạn. Bây giờ nhá, là ví dụ mình ấn on thì các bạn sẽ thấy là on 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 12 giờ và hết. Tức là 12 là hết. Các bạn sẽ thấy là on là 1 HR, HR là tiếng Anh hour các bạn ạ. Một đây nó không phải là 1 giờ đâu mà một đây là 1 tiếng. On 1 tiếng. On 1 tiếng các bạn. Ví dụ như bây giờ mình tắt cái điều hòa đi. Bạn nhìn thấy tắt điều hòa nhỉ? Như cái thời gian này nó vẫn hiện ở đây. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là 1 tiếng sau cái điều hòa sẽ được bật lên, sẽ được on lên các bạn. Cái điều hòa này sau 1 tiếng sẽ được on lên, được 2, sau 2 tiếng sẽ được on lên. Các bạn hiểu chưa? Đấy, nhưng mình tắt nó đi. Mình tắt nó đi thì 2 tiếng sau máy sẽ on lên các bạn đấy. Và nếu như nó on lên rồi, nếu như mà nó on lên rồi, ví dụ như on lên đến này đấy, và mình tặng nó hẹn giờ là up 2 tiếng chẳng hạn hay là 3 tiếng chẳng hạn, thì up 3 tiếng có nghĩa là gì? Có nghĩa là máy điều hòa đang chạy thì 3 tiếng sau nó sẽ tắt đi, 3 tiếng sau sẽ tắt đi, và sau 2 tiếng nó sẽ tự động sẽ bật lên. Các bạn hiểu chưa? Tức là sau 3 tiếng sẽ tự động tắt đi và sau 2 tiếng sẽ tự động bật lên. Đấy, các bạn sẽ phải hiểu nó là như thế. Nó thực hiện xong các lệnh các bạn để trên điều khiển này. Đó, thì nó sẽ hoàn thành cái chu trình của nó. Đấy, ví dụ các bạn để như thế này, nó nghĩa là sau 3 tiếng nữa nó sẽ tắt đi và 2 tiếng sau nó sẽ bật lên. Nhưng mà mình không muốn nó bật lên thì mình chỉ cần ấn vào tắt đi thôi. Mình sẽ ấn cancel hết tất cả này. Và mình ấn off. 1 tiếng, 2 tiếng hay 3 tiếng ấy tùy mình. Đúng không? Đây là chỉ muốn ập xong 1 tiếng hay 1 tiếng nữa nó sẽ vào giấc ngủ rồi, vào sâu rồi thì nó sẽ tự động tắt máy điều hòa đi. Đấy. Thì tất cả các chức năng nó là như vậy và nó rất là dễ. Và Lộc lưu ý lại cuối cùng cho các bạn. Chức năng thứ nhất là chức năng quan trọng nhất là eColo. eColo là cái chức năng tiết kiệm điện của inverter. Đấy, các bạn phải nhớ là cái chức năng tiết kiệm điện này nó rất là hay. Đấy thì các bạn là nhớ thứ nhất là eColo nhá. eColo là tiết kiệm điện, là chế độ quan trọng nhất, là chủ yếu là inverter là phải dùng cái eColo này. Thứ hai là các bạn muốn làm lạnh nhanh và các bạn ấn powerful, sau đó tắt vào chế độ powerful đi, và sau khi phòng nó đủ lạnh và bật chế độ thông thường và lại bật eColo để tiết kiệm điện. Tiếp theo sau đó là cái chế độ hẹn giờ. Hẹn giờ các bạn nhớ on đây có nghĩa là bật lên sau bao nhiêu tiếng khi mà điều hòa đang tắt. Đấy, off có nghĩa là tắt đi sau bao nhiêu tiếng khi mà điều hòa đang bật. Đấy, cancel là hủy hết, can là hủy hết.
Đấy, thì các bạn nhớ nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Cái điều hòa một chiều thì nó rất là dễ, nó không có cái chữ mốt này này, nó không có chữ mốt này, chữ MODE này các bạn, không có cái chữ mốt MODE này. Thì ba cái chế độ này nó rất là dễ dùng, ba cái chế độ này nó rất là dễ dùng, là cool, dry, fan only, có nghĩa là lạnh này, hút ẩm này, là dry là hút ẩm này, fan only là chế độ quạt này. Đấy, các bạn ấn một phát là vào thẳng chế độ luôn. Điều hòa một chiều thì nó rất là dễ dùng, nó chỉ có ba, nó có chủ yếu là ba nút cool, dry và fan only. Các bạn nhớ là cool, dry, fan only là bật một phát là vào thẳng chế độ đấy luôn. Vào thẳng chế độ đấy luôn, không phải ấn chữ mode MODE nữa, đúng không? Thì nó vào thẳng chế độ luôn, nó chỉ cần một thao tác thôi, nó rất là nhanh. Đấy, và chế độ fan là chế độ điều khiển quạt. Các bạn muốn điều khiển quạt nào thì điều khiển. Comfort, chế độ comfort là chế độ là bạn cảm thấy bị sốc nhiệt, bạn sẽ ấn vào chế độ comfort này. Và đó là cái chức năng của toàn bộ các điều khiển của cái điều hòa inverter có thể làm được. Và các bạn nhớ rằng là các bạn có cái câu hỏi nào nữa thì các bạn cứ comment cho Lộc và Lộc sẽ giải đáp cho các bạn. Và Lộc chúc các bạn sẽ dùng cái điều hòa của mình một cách tối ưu nhất. Và nếu cứ như các bạn muốn sử dụng dịch vụ bên Lộc cung cấp là dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa và mua máy điều hòa từ bên Lộc, thì hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 0978 615 474 của Lộc. Lộc sẽ tư vấn trực tiếp ngay cho các bạn. Và các bạn có đặt câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi về cho Lộc, và Lộc xin cảm ơn các bạn đã xem hết những video này, và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.